diễn nghĩa hồi thứ ba xem thư tây bá hầu tô hộ dân đắc kỷ cha con sủng hầu hổ bị thương chạy giết cho đến sáng mới dám dừng lại kiểm điểm binh mã thì thấy trong đám tàn quân người nào cũng bị lỗ đầu chảy máu người thì rách áo cụt tay không một tên quân nào còn nguyên vẹn binh tướng một đoàn trở thành vô dụng nhìn thảm trạng ấy hầu hổ thấy lòng đau đớn vô cùng ngồi than thở mãi Huỳnh Nguyên Tuế nói, Chúa Công hơi đầu mà than thỏ, việc binh thắng bại là thường, bởi tà sở ý cho nên là nhằm mưu địch. Vậy Chúa Công dừng binh ở nơi đây, Việt Thừ thổi thúc Tây Bá Hầu đem binh đến rửa hận. Ký Châu chẳng qua là một trấn nhỏ, dẫu hùng mạnh đến đâu cũng không chống nổi binh của Thiên Triều. Sùng Hầu Hổ nói làm nhảm, Tây bá hầu cờ sường không tuần mệnh thiền tử, không chịu đem binh ra tiếp ứng. Ấy là tội khi quân và làm nhục ta, ta căm hận lắm. Nếu ta thôi thúc nó đem binh đến phạt ký châu, chẳng khác nào ta cứu vớt tội khi quân của nó và thể diện ta cũng bị tổn thương. Mặt sùng hầu hổ lúc đó tái, lòng lúng túng, chưa biết tính kế gì. Thì bỗng xa xa có một đoàn quân người ngựa kéo đến đông nghẹt, hầu hổ thất kinh vội cầm thương lên ngựa, toàn tìm đường chạy. Nhưng mày thầy đạo quân này không phải là quân của ký châu hầu tổ hộ, cầm đầu là một tướng mặt đen như lọ, dâu đỏ như dầu tôm, chân mày bạc còn mắt ốc, đầu đội mũ già thú, mình mặc giáp liên hoàn, lưng màng đài ngọc, cưỡi một con thú mắt lửa tròng vàng, hai tay cầm cặp búa đồng. Xung hầu hổ thấy tướng ấy thì mừng rỡ rào to, không phải là quân địch, chính là em của tà đem bình đến giúp đỡ. Thật vậy, tướng ấy là Sùng Hắc Hổ, em ruột của Hầu Hổ, là chúa Tào Châu. Các tướng sĩ đều xuống ngựa làm lễ. Hắc Hổ nói với Hầu Hổ à, Em nghe anh thất cơ nên là đem bình đến giúp, không ngờ lại gặp nhau ở đây, thật là may lắm. Hầu Hổ thở dài, hù hình sở ý, lầm mưu cái tên phản loạn ấy. Bây giờ binh tướng lấp chết lấp bị thương, còn đánh ai được nữa. Sùng Hắc Hổ nói, hiền huynh chớ lo, một mình đạo binh của em đây cũng đủ sức tiêu diệt ký châu rồi. Vậy hiền huynh ra lệnh đồng hiệp binh trở lại ký châu rồi sẽ liệu. Sùng Hầu Hổ ra lệnh kéo binh trở lại. Hắc Hổ có ba ngàn phi mã nên sông phà đi trước, còn binh mã hai vạn bổ sung vào độ tàn quân của Hầu Hổ kéo theo sau quân thám thính về báo cho tô hộ hay nay có binh của sùng hắc hổ ở tảo châu kéo đến vây thành tô hộ nghe nói ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc lâu rồi than thầm sùng hắc hổ võ nghệ cao cường lại có phép tiên nội thành không tướng nào cự lại nay nó kéo binh đến đây thì biết liệu làm sao hai bên tướng sĩ đều lo lắng tô toàn trung bước ra thưa hễ binh đến thì tướng ngăn nước tràn vào thì lấy đất để trận một mình hắc hồ làm gì nên việc mà phụ thân phải sợ dệt như vậy? Tô hộ thấy con mình nông nổi nên nạt lớn rằng Ngươi là cái đứa hậu sinh, chứa từng trải việc đời, biết gì mà nói Ngươi tưởng ngươi anh hùng lắm hả? Hắc hồ là người học phép tiên Lấy đầu tướng giặc giữa vòng binh như lấy đồ ở trong túi ấy. Ngươi chớ có khoe khoang mà uống mà Toàn trùng nói Phụ thân khiếp sợ tài năng của chúng mà quên uy thế của quần tả còn ra binh trận này, nếu không bắt được sùng hắc hổ, quyết không về đây thấy mặt phụ thân nữa. Tô hộ nói, cái thẳng phạch lối, ta cho mày ra trận một chuyến cho mày biết khôn nhá. Toàn trung vội nháy lên ngựa, kéo ba ngàn quân ra trận kêu lớn. Chúng bay vào gọi sùng hắc hổ ra đây cho mau. Quân trở vào báo với hắc hổ. Có tô toàn trung mời chúa công ra nói chuyện. Hắc hổ nghĩ thầm, mình kéo quân đến đây không phải để so tài cao thấp mà để gỡ dối việc này anh mình nóng nảy đem quân đánh tô hộ là điều thất sách nếu có tô toàn trung ra trận thì ta phải dùng lời phải trái gọi tô hộ ra phần giải ắt xong cởi mở hận thù giữa anh ta và tô hộ rất tiện hắc hồ nghĩ rồi lên ngựa ra trước trại thấy toàn trung đang bố tích mặt giận hầm hầm thì nói lớn toàn trung cháu trở về mời thân phụ của cháu ra đây để chú nói chuyện đã tô toàn trung còn nhỏ chưa hiểu việc đời lại nghe cha mình khen tài hắc hổ là anh hùng nên không phục quyết một trận đùa tranh liền lướt tới ngựa mà lướt ngựa tới mà mắng rằng súng hắc hổ người ấy với ta là thù địch còn nói chuyện tình nghĩa làm gì Hãy lui quân về Tào Châu Thì giữ được tính mạng Băng ở đây Giáo tranh át mất đầu nha Hạc Hồ nổi giận gầm lên một tiếng cái thẳng xúc sinh Vụ lễ Toàn chung múa kích chém liền Hạc Hồ đưa cặp búa đồng ra đỡ Hạc Hồ có tiếng là Tài võ nghệ cao cường Lúc nhỏ lại có học được phép tiên Về phế triệt giáo Bởi vậy lúc ra trận Có mang bầu phép ở sau lưng biến hóa nhiều lối lạ lắm. Toàn Trung không rõ việc ấy, cậy mình có tài sức búa kích như bay, quyết bắt sống cho được hắc hổ, làm nổi tiếng anh hùng với thiên hạ chơi. Toàn Trung đánh với hắc hổ 50 hiệp, tài múa kích của Toàn Trung quá là vô địch. Hắc hổ cầm búa đồng đỡ gạt đến toát cả mồ hôi, hơi thở khò khè. Còn Toàn Trung thì vẫn hăng say không biết mệt. Thấy vậy hắc hổ cũng phải khen thầm, Tô Hộ có thằng con xứng đáng quá mà Cọp cha sinh cọp con là phải Nói rồi quay ngựa bỏ chạy Toàn trung ngỡ hắc hổ cự không lại cười ngất nói <cười> Nếu mà mình nghe lời cha mình Thì đã lầm tên tướng gió này rồi cỏ thế mà cũng khoe là dũng tướng Dù may là hắc hay là bạch hổ Thì ta mặc kệ Ta quyết bắt sống đem về lột ra Để thiên hạ biết danh ta Nói rồi dục ngựa đuổi theo rất gấp gáp Hắc hồ nghe phía sau lạc ngựa của toàn trung đã đến gần, liền mở nút hồ lô niệm chú lâm rầm Tức thì trong hồ lô bay ra một làn khói trắng tu tủa. Trong làn khói trắng ấy hiện ra một con chim ó mỏ sắt, kiểu chí cho bay đến mố vào mắt toàn trung. Toàn trung thất kinh, cầm kích xoay tròn, không cho chim ó mổ mắt mình. Chim ó không xông vào được, liền mổ mắt ngựa. Còn ngựa đầu quá, ré lên một tiếng, nháy lồng lên, ném toàn trùng xuống đất hạc hổ nhảy xuống ngựa đè toàn trung hối quần trói lại dẫn về dinh sùng hầu hổ nghe tin thắng trận vội ra ngoài nghênh tiếp hạc hổ nói em mới ra quân đã bắt được viên tiểu tướng đem về đó hầu hổ thấy toàn trung nghiến răng trợn mặt nói đêm vừa rồi người đón đường đánh quần tả tại ngũ cang người anh hùng thân." nay sao lại chịu trói không tỏ tay anh hùng tào xem thử toàn trung đứng trợn mắt nhìn hầu hổ, hổ nói chúng bay dùng tả thuật bắt ta đầu gọi là anh hùng ta tiếc là không cầm lâu quân lâu được để bắt chúng bay nhài xương cho đã giận hầu hổ xỉ sọ rằng nay ngươi đã bị bắt ngươi còn dám vô lễ hay sao cha con ngươi tội đáng trù lục giờ đây ta chém người trước đã Nói rồi liền hô võ sĩ, dẫn Toàn Trung ra ngoài xử tử. hắc hồ can, hiền huynh bất giận, tội cha con Toàn Trung đáng chết, song trà còn nó làm phản triều đình. Hiền huynh được ủy thác đến đây vấn tội, vậy bắt được tội phạm. Hiền huynh phải giải về chiếu ca, cho thiền tử hành hình. Nếu mà hiền huynh tự tiện giết đi, sau này không khỏi tiếng khi quân. Và lại còn gái Tô hộ là Đát Kỷ đang được thiên tử mơ ước. Nếu sau này Đát Kỷ nó được gần gũi thiên tử, xin tha tội cho Tô hộ và Tô hộ lên hàng quốc thích, quyền hành ở trong tay, muốn trả thù Hiền huynh là chuyện rất dễ. Chúng ta dạy gì mà chuộc lấy oán cứu mà không có lợi gì cho chúng ta cả. Sung Hầu Hổ nghe nói như sáng còn mắt lên. Ồ, "Hiền đệ xử trí việc này ra sao?" Sung Hắc Hổ nói cứ giam toàn trung lại chờ bắt được tổ hộ rồi sẽ giải về triều đình cho thiền tử xét xử chúng ta chỉ tuân lệnh thánh hoàng thôi không là chúc lấy ẩn oán làm gì Dung hầu hổ hấp hực thiền đệ nói cũng phải xong chúng nó làm nhục anh mấy lần ở nơi trận chiến nếu mà không trả được thù hận ấy anh không thể vui được nói rồi chuyển đem giam toàn trung đợi giải về triều ca và truyền dọn tiệc ăn mừng thắng trận Bên kia quần dĩ theo Toàn Trung giả trận, thấy Toàn Trung bị bắt, vội vã chạy về báo với tổ hộ. Công tử gia binh rượt sủng hắc hổ chạy một lúc, bị hắn dùng pháp thuật bắt sống rồi. Tô hộ nói, ta đã biết trước rồi, thế nào nó cũng không toàn mạng được, bởi nó ý tài, không nghe lời ta nên mới bị bắt đó. Nét mặt tô hộ giàu giàu, các tướng súng lại khuyên giải và xin ra trận để báo thù cho Toàn Trung. Tổ hộ nói, không được đâu hắc hổ là chàng dũng tướng lại có tà thuật hại người các người giả đó chẳng khác gì đem trứng chọi với đá làm một việc biết chắc là không thành công thì không nên làm các tướng thừa dù sao cũng phải đem hết sức mình chống giặc đã chứ chúa công nói như vậy chẳng lẽ lại chịu đem ký châu này giao cho địch hay sao tô hộ thở dài <laughs> việc này do ta gây nên này ta đã lỡ ấy. ta không muốn các ngươi là những kẻ vô tội phải gánh chịu tai ương nói rồi tô hộ cấm các tướng không cho ra quân chỉ truyền kiên thủ thành mà chờ đợi đêm ấy tô hộ ngồi một mình trước lòng án ôm đầu suy nghĩ đem thân tủng phục một kẻ vô đạo là bất trí ta không thể làm được còn chống lại kẻ vô đạo ở trong lúc cổ thế Làm thiệt hại sinh mạng bình tướng của ta Thì ta cũng chẳng bằng lòng Ui, chỉ tại ta sinh ra cái còn đát kỷ Cỏ chụt nhàn sắc Khiến cho hôn quân nó nghe lời bọn nịnh thần Mời sinh chuyện rắc rối như vậy Bây giờ đã thế cùng rồi Thả ta chịu hy sinh cá ra quyến Còn hơn để chúng bắt đem về chiều ca thêm nhục Tô hộ định giết chết vợ con rồi tự vẫn cho xong vì vậy vào khoảng canh hai đêm mấy, Tô Hộ cầm gươm thắng lên hậu dinh. Lúc này Đát Kỷ vẫn còn chưa ngủ, thấy cha mình cầm gươm vào phòng trong lúc đêm khuya, khép nét thưa. Thưa phụ thân, đêm khuya rồi, sao phụ thân không an nghỉ, lại sách kiếm vào, sách kiếm vào hậu cung. Nét mặt vô tư và kiều diễm của Đát Kỷ làm cho Tô Hộ động lòng. Dù Tô Hộ bực tức đến đâu, cũng không thể làm cái chuyện hùm dữ ăn thịt con. Huống chi đặc kỷ ngây thơ đẹp đẽ như vậy. Tô hộ nỡ nào giết con cho đành. Hài hàng nước mắt tô hộ rưng rưng chảy. Lần đầu tiên nước mắt kẻ khẳng khái như tô hộ, huyền ố cho cảnh đau lòng. Tô hộ nói, cha cũng vì sinh con mà mang họa đó. Đắc kỳ hỏi, mấy hôm Mấy hôm nay còn có nghe triều đình đem binh đến vấn tội cha, nhưng chẳng rõ cha đã phạm tội gì với thiên tử ạ. À? Tô hộ bùi ngùi, khí sổ nhà thương đã hết, khiến trụ vương khổng lò sửa mình, giữ gìn sự nghiệp. Nghe lời nịnh thần đám mê sắc dục, vừa rồi cha vào triều ca trầu, hồn quần buộc cha tiến dần ái nữ, cha không tuân lệnh nên hồn quân khuyến chư hầu kéo quân tới đánh ký châu tạ ảnh còn đã bị bắt trong thành không ai đủ sức chống lại sùng hắc hổ sớm tối cả thành sẽ đều bị bắt trả tính thả liều mình trước còn hơn để chúng bắt mà mang nhục đắt kỳ thương chỉ vì con mà cả nước mang khốn như thế này thôi để con liều mình cứu nước vậy tổ hộ nói chết một mình con không cứu được gia đình và tướng sĩ đâu chỉ trừ việc còn bằng lòng vào chiều để thỏa mãn tính dục của hôn quân mạc thôi đắc kỳ nói như vậy cha cứ tiến dâng con vào chiều cũng được thần còn đâu kể gì miễn thân phụ khỏi tội nước nhà được bình yên tổ hộ nói Hồn quần vô hô đạo, sớm tối công nghiệp không còn, nếu đưa con vào đó, không khỏi sau này mang tiếng với thiền hạ. Cha con tổ hộ vừa nói đến đây thì bên ngoài có tiếng trống báo nguy, tổ hộ vội sách kiếm ra khỏi hậu cung, đã thấy quân giữ cửa hối hả chạy vào báo, sùng hắc hồ công thành rất gấp. Tô Hộ truyền lệnh các tướng giữ chặt bốn cửa thành, dùng cây đá, tên bắn và nước sôi rội xuống cho quân địch hãm thành, không cho quân địch hãm thành. Các tướng tuần lệnh quan phòng rất gắt, bên ngoài sủng hắc hổ cũng không có ý hãm thành, chỉ muốn cho mời Tô Hộ ra để đàm luận thôi, nhưng không thấy Tô Hộ ra, buộc lòng phải truyền quân công phá. Khi thấy trên thành kháng cự, hắc hổ liền thu quân về trại sùng hầu hổ thế em mình không công không thành không công thành lại kéo binh về liền vào chướng hỏi thăm sau hiền đệ không bắt thang lên đoạt thành hắc hổ nói trong thành dự trữ tiền đạn khá nhiều nếu mà đoạt thành thì sẽ hào bình không ít à, tôi xem ký châu và lương thảo không bao nhiêu nếu cố thủ cũng chỉ trong vòng một tháng là cùng chúng ta cứ đóng quân ở nơi đây đợi quân của Tây Bá Hầu tới sẽ tính kết. Còn Tây Bá Hầu không đến, thành ký châu một thời gian nữa cũng sẽ thất thủ, không cần phải đánh. Sùng Hầu Hổ nghe nói cũng an tâm, truyền mở tiệc khảo thưởng quân sĩ. Trong lúc đó Tô Hộ không biết tính lẽ nào, phần nóng lòng vì con mình là Tô Toàn Trung bị bắt, sống chết chưa được tin. Trong lúc đang lò lắng, thì có Trịnh Luân đi giải lương về. Tô Hổ than tuy có thêm lương thực nhưng cũng chẳng ăn thua gì vì thành ký châu này nếu không giải vây được sớm tối quân sĩ cũng phải chết đói hết trịnh luân vào chầu hỏi thăm tin tức tôi nghe chúa công phản thương hầu hổ đem bình vấn tội tôi lo lắng bôn ba về đây chẳng hay chúa công thắng bại như thế nào tô hộ buồn bã nói ta vì không phục hôn quân nên hành động như vậy Nay hầu hổ tuân lệnh hôn quân đến đây vấn tội. Ký châu ta nhỏ bé, cự sao lại binh chiêu? Tả tính sai cư, sai sứ sang nước chư hầu, dọ xét tình, ý tình để liên minh chống cự. Như thế mới lâu dài được. Ngặt vì toàn trung bị hắc hổ bắt giữ, chưa biết sai ai đi làm công chuyện ấy. Trịnh Luân nói, hầu hổ chẳng qua là cái đứa bất trí, chúa công sợ gì nó. Còn các chấn chư hầu ấy, nếu nghe lời hôn quân cùng đến đây một lúc, tối thiết tưởng chưa chắc đã lấy được ký châu một cách dễ dàng. Ý kiến liên minh các chư hầu để chống lại nhà thương thì cũng phải biểu dương lực lượng chúng ta đã. Tô hậu nói, trước kia các tướng sĩ cũng đã bàn cái kế ấy. Hai trận đầu ta ra binh, đánh sùng hầu hổ không còn mảnh giáp. Sau đó sùng hắc hổ đem binh đến trợ lực. Hắc hổ học phép tiên, tài năng vô địch, trong thành không ai dám đương cự Toàn trung cũng vừa bị bắt sống Trịnh Luân nói Xá gì một hắc hồ mà sợ Tôi từ lâu nay đã được chúa công hậu đãi Ở nấy chưa đền Nấy nguyện ra binh bắt hắc hồ Cứu công tử cho Tô hộ ngạc nhiên nhìn các tướng nói Hắc hồ có phép thuật cao cường Nội thành không ai dám ra đánh Tướng quân có tài gì mà nói như vậy Trịnh Luân rút gươm Dơ lên trời nói lớn Nếu tôi giả trận mà không bắt được hắc hổ, xin dừng đầu cho chúa công để trừng trị những kẻ phách lối. Nói rồi, nhảy lên lưng con thú, mắt đỏ tròng vàng, sách cặp thiết tiên lên, đột ba tiếng pháo khai thành, dẫn ba ngàn quân, ra trước trại địch gọi lớn. Sông hắc hổ, hãy ra cho ta bảo đây. Quân vào báo, có một tướng ở bên ký châu dẫn bình đến khiêu chiến. Sông hắc hổ đang ngồi nghị luận Nghe quần báo liền đứng dậy nói Hiền huynh để em ra trận xem tướng nào dám vô lễ đến như vậy Nói rồi dẫn ba ngàn quân ra khỏi trại Thấy một tướng mắt như tròng táo Dâu như dễ tre Đội mão đỏ mặc giáp vàng Thắt đài ngọc Cũng cưỡi thú như mình Liền lướt tới hỏi Tướng nào đó tên họ là gì Trịnh Luân nói Ta là chức đốc lương Tên là Trịnh Luân đấy có phải người là hắc Hổ đã bắt giống con trai chú tướng ta chăng nếu biết điều hãy màu trả lại con cưỡng mệnh thần giáp ngươi sẽ tán như bột hắc hồ nổi giận mắng thẳng khôn đừng có phách lối chủ mày là tô hộ nghịch mạng thiên triều cái tội ấy đáng phành thầy mày là tôi thần của nó thì cũng liền càn sao chưa chịu quy hàng để bảo tồn tính mạng còn dám ra đây mà múa miệng à Nói rồi hắc hổ dục thú tới, vung búa chém, Trịnh Luân đưa thiết tiền giả đỡ. Hai tướng đánh nhau, được hai mươi hiệp trừ phần thắng bại. Trịnh Luân thấy hắc hổ có đeo hổ lô ở sau lưng, biết là bầu phép thẩm nghĩ. Đánh người phải ra tay trước mới được. Trước kia mình học phép hấp hồn của ông, độ ách chân nhân. Nay dùng phép ấy bắt hắc hổ đem về nạp cho chúa công, để chúa công khỏi khinh tả là vô dụng. Nghĩ rồi trịnh luân cầm thiết tiên ngoắt ra sau lưng một cái Ba ngàn binh kéo đến như một con rắn dài Người thì cầm cầu móc, kẻ thì cầm dây xiềng Còi như một đoàn quân chuyên việc trói người Hắc hồ lấy làm lạ, nghe trong lỗ mũi của trịnh luân có tiếng như chuông ngân Rồi hai đạo hào quàng trắng tốt bay ra Hắc hồ tối tăm mặt nhé nhau xuống đất Hai chân dãy lìa lịa. Trịnh Luân truyền quân bắt Hắc Hồ trói lại. Chí chốc lát hắc Hổ tình hôn còi lại thấy mình mẩy bị trói go như một con hèo sắp chết được dập được trọng tiết thật kinh nghĩ thầm thằng này nó có phép thuật gì kỳ lạ nó bắt mình không hay biết gì hết kìa trịnh luân gióng kiểng thu quân dẫn hắc Hổ vào thành lúc này tổ hộ đang ngồi ở trong trướng lo cho số mạng trịnh luân không thoát khỏi tà thuật của hắc Hổ. bỗng có quân vào báo Trịnh tướng quân đã bắt được hắc hổ đem về, còn đứng ở ngoài chờ lệnh. Tô hộ ngạc nhiên lắm, không rõ Trịnh Luân làm thế nào mà bắt được hắc hổ. liền đòi vào khen thưởng và hỏi hắc hổ là một dõng tướng, lại học được nhiều phép tiết, tướng quân làm thế nào mà bắt được nó thế? Trịnh Luân kể lại lúc nhỏ mình có học phép màu do tiền già chỉ giáo và kể lại trận đánh với hắc hổ vừa rồi cho Tô Hộ nghe. Tô Hộ mừng rỡ truyền dẫn hắc hổ vào bệ kiến. Quân dẫn Hắc Hổ đến. Tô Hộ liền bước xuống mở trói cho Hắc Hổ. Đoạn quỳ xuống trước mặt Hắc Hổ nói, tôi cảm thọ tội với thiên tử, không lấy gì đền được. Trịnh Luân không biết đền xúc phạm oai trời, xin hiền đệ rộng dung. Hắc Hổ thấy Tô Hộ đối đãi với mình như vậy, vội sụp xuống nói, trước đây anh em ta kết nghĩa, lòng hẳn chẳng quen này ngủ đệ đem binh đến đây chỉ cốt gỡ rối một mối thù giữa hiền huynh và sùng ca ca của tôi chờ đầu có ý trinh phạt hôm trước cháu nó nhỏ tuổi cậy sức anh hùng không chịu mời hiền huynh ra cho tiểu đệ nói chuyện cố ý giao phòng nên là tiểu đệ phải bắt về cầm tạm để tiện bề đàm đạo với hiền huynh tổ hộ nói nếu hiền hầu không quên nghĩa cũ trọ tình như vậy thì còn gì quý hơn xuất lời, Tô Hộ gọi các tướng lĩnh của mình ra mắt Hắc Hổ. Hắc Hổ thấy Trịnh Luân liền kính cẩn nói, Trịnh tướng quân có quân tài phép hơn tôi nhiều, tôi phục Trịnh tướng quân trọng đời. Bầu không khí rất hòa nhã, Tô Hộ nhường Hắc Hổ ngồi trên, hối quân đem rượu cùng giả uống. Ấy mới là ngàn trung chi kỷ rượu còn ít nửa tiếng trái tai lời quá nhiều bấy giờ quần của sùng hắc hổ chạy về báo tin cho sùng hầu hổ hay hầu hổ thất kinh nói em ta pháp thuật cao cường vì cớ gì mà bị bắt quân sĩ thừa trong lúc đang giao chiến chúng tôi thấy có hải đạo hảo quang trắng xóa từ trong lỗ mũi của trịnh tướng quân bay ra tức thì đệ tử đệ nhị chủ tướng bị xà xuống ngựa và bị quân dĩ ký châu bắt trói giải về thành hầu hổ nghe nói thất kinh nghĩ thầm ôi chao trong đời lại có phép lạ như vậy sao nếu tổ hộ đã có người tài như vậy giúp sức thì bình tà cự lại sao lại tiếp đó sùng hầu hổ cho người đi dọ thám tin tức và tây bá hầu xảy có quân vào báo tây bá hầu sai sứ giả đến ở ngoài trạm xin vào giả mắt hầu hổ trong bụng không vui, nhưng mà cũng phải mời vào hội kiến. Sứ thần của Tây Bá Hầu mặc đồ trắng, lưng thắt đai xanh, bước vào thì lễ và nói Tôi là táng nghi sinh, vâng lệnh Tây Bá Hầu đến ra mắt hiền hầu. Hầu hổ nổi nóng lòng hỏi, chúa ngươi không tuần lệnh thiền tử, chẳng chịu động binh. đấy sai ngươi đến đây một mình để làm gì? Táng nghi sinh thưa, là chúa công tôi cho việc binh đao là việc dư bật đặc dĩ mới phải dùng đến nay chúa công tôi xài đèm đến cho tô hầu một phong thư lấy lời hơn lẽ thiệt khuyên tô hầu dâng con để chuộc tội nếu tô hầu nghe theo thì dân chúng khỏi nạn binh đao quần sĩ khỏi lò chết chóc còn tô hầu cứ khăng khăng một mực chừng ấy đem binh vấn tội cũng chẳng muộn Sùng hầu hổ nghe nói cười lớn. ta hò, 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 đem cuốn đến vai thành ký châu. Tào phòng mấy trận. Thế mà tô hộ nó vẫn cứng đầu ra bình đối địch đấy. Không kể mệnh luyện thiên tử nữa. Này chúa ngươi chỉ sai ngươi đem đến một phong thư. Làm sao mà tô hộ nó chịu dừng còn mà chuộc tội. Đó là Tây Bá Hầu đã trái mạng thiên tử. Nên mới tìm cách gỡ gạt tội lỗi mà thôi. Ngươi cứ thử đem thư sang đó. Xem là tô hộ nó có đầu hàng không cho biết táng Nghi Sinh nói: "Chúa công tôi có lẽ phải có sức mạnh hơn là gươm giáo." Sung Hầu Hổ hưu hưu tự đắc nói: "Thì người cứ đem thư cho Tô Hộ rồi sẽ rõ." Tá Nghi Sinh từ giã hầu hổ thẳng đến thành ký châu, quân canh vào báo tin. Lúc đó Tô Hộ đang ăn uống với Hắc Hổ, bỗng có quân vào báo, Tây Bá Hầu sai người đến trao thư. Tô Hộ nói: Tây Bá Hầu là người hiền đức, ta không nên đối xử vô lễ. Nói rồi truyền quân khai thành tiếp xứ. Tá nghi sinh bước vào thủ lễ, tô hộ hỏi, quan đại phu từ Tây Kỳ đến đây có việc gì chỉ giáo chăng? Tá nghi sinh cùng kính đáp, trước đây hiền hầu có làm thư, à, có làm thơ, bất phục thiên tử, Nhà vua giận, sai chúa tôi đèm bình trình phạt. Nhưng chúa tôi biết hiền hầu là người ngay thẳng, tính khí cương trực nên không dám ra quân. Sai tôi đến đây dâng hiền hầu một bức tâm thư, xin hiền hầu khải phán. Dư lời ấy lấy phong thư dâng lên cho Tô hộ. Tô hộ thấy trong thư viết như sau, Tây bá hầu cơ xương cúi lại dưới chướng ký châu hầu. Tôi nghe nói người trong một nước đều là tôi của vua vua già lệnh tôi không dám trái nay hiền hầu có một gái đẹp và hiền đức thiên tử muốn chọn vào cung đó cũng là việc phải xưa nay sao hiền hầu đã nghịch mệnh vua lại đề phản thi trước ngọ mồn nữa tội đó không thể trông trước được hiền hầu chỉ biết thương con mà quên nghĩa vua tôi hiền hầu là kẻ trung nghĩa xưa nay Tối không nỡ ngồi nhìn thảm họa đất ký châu nên tạm gửi vài lời khuyên hiền hầu đổi họa làm phước. Nếu hiền hầu dâng con vào đền sẽ hưởng ba điều lợi. Lợi thứ nhất, con làm hậu phi được vua yêu dấu, cha làm quốc trượng, vì thế lẫy lừng, ăn lộc ngàn trung, vàng dành bốn bẻ. Thứ nhì, cõi ký châu giả quyến an toàn, tướng sĩ không hề bị khổ sở về binh đao. Thứ ba, nhân dân ký châu không vì lòng khẳng khái của hiền hầu mà mang tài họa. Xin hiền hầu nghĩ lại, phải biết kinh quyền để tránh tài họa. Tôi với hiền hầu, cùng làm tôi của nhà thương cả. Đã là tôi trong một nước, thì lời hơn lẽ thiệt, nói cho nhau biết là nhiệm vụ chung. Xin hiền hầu đừng chấp nê, xét cho thấu đáo, tuê mằng mòng hồi âm. Tô hộ đọc xong ngồi làm thinh và gật gù mãi. Tạng nghi sinh thấy vậy thưa. Chúa cung tôi nghĩ tình đồng trào nên không nỡ đèm bình lực trinh phạt. Đó là một dụng ý tốt. Xin hiền hầu nghĩ lại cho ý kiến gấp. Tô hộ trao bức thư cho sùng hắc hộ xem và nói. Tây bá hầu là người hiền đức. Lời nói trong thư cũng rất hòa nhã, Người đã vì ta khuyên giải ngăn điều hơn thiệt, lẽ nào không nghe sao sao? Sùng Hắc Hổ cũng nói, lời nói phải nặng hơn Thái Sơn, hiền huynh cũng nên vì nghĩa lớn mà bỏ những câu nệ nhỏ nhen. Tô Hộ quay sang nói với Táng Nghi Sinh, quản đại phu về, thưa lại với Tây Bá Hầu, tôi sẽ dâng con để chuộc tội, Tôi tuần theo lời nhân nghĩa của Tây Bá Hầu, chờ không phải tôi sợ binh lực của Tây Kỳ đâu. Nói rồi chuyển quân mở tiệc, thiết đãi táng xanh nghi sinh, nơi quán dịch. Hết hồi thứ ba. Chúc các bạn ngủ ngon ạ.